Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn dùng thử chiếc máy bào đá nội địa Nhật Bản có tên là Doraemon. Người Nhật thì họ rất thích ăn đá bào, thế nên là các cái loại máy bào đá cũng rất phổ biến tại Nhật Bản. Và thường họ sẽ in hình những cái nhân vật nổi tiếng ở đây, ví dụ đây là nhân vật Doraemon. Nhiệm vụ của cái máy này là sẽ bào đá thành những cái lát mỏng để chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc là cho vào các cái thực phẩm khác, ví dụ ăn chè hay là ăn hoa quả dầm. Máy có công suất 15W và sử dụng điện 100V, được sản xuất bởi hãng Fuji Seiko. Về cấu tạo thì cái máy này có phần đằng trước là chỉ trang trí thôi, còn phần trên này là động cơ. Bên trong sẽ có bộ phận truyền động, nó sẽ giữ đá và làm quay đá, sau đó thì đá sẽ đi qua các cái lưỡi dao bạc và rơi xuống dưới. Đây là các cái lưỡi dao này, đá sẽ trượt trên cái lưỡi dao này và tạo thành những lát mỏng. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Các bạn sẽ cho đá vào trong cái hộp này và đặt bát ở dưới để hứng đá rơi ra. Sau đó thì đặt cái phần động cơ vào trong phần hộc đá và ấn cái nút ở trên cùng này. Lúc này động cơ hoạt động và làm xoay cái khối đá ở trong, trượt trên lưỡi dao và gọn thế đá đã được bào rất là mỏng và nhỏ, rơi xuống bát ở dưới. Thì rất thích ăn đá bào này, nếu các bạn thấy này, các cái máy này nó có hình thù rất là ngộ nghĩnh. Đây là thành phẩm của chúng ta, đá đã được bào rất nhỏ và mịn. Để có thêm thông tin về chiếc máy bào đá Doraemon, các bạn có thể liên hệ Gia Dụng Nhà Việt theo số điện thoại bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.